và mới là học sinh cấp 3 tốt nghiệp thôi, và mình mới phỏng vấn từ hồi thứ ba cũng đậu, và đây là lần thứ hai của mình phỏng vấn. Mình thật sự là không có IELTS, không có TOEFL, không có gì hết, nói chuyện thì cũng sàng sàng thôi, đủ xài rồi. Mấy bạn cứ cứ yên tâm, nếu mà vô đó không cần, cũng không cần anh văn lắm, vô đó quan trọng là bạn tự tin, và hồ sơ thì ok, quan trọng là người nước người thân của bạn không có ở lại quá 2 năm, giống như là anh của bạn hay chị của bạn ở lại du học thì không quá 2 năm, phải 2 năm phải về giống anh của mình. Lần trước thì chắc là do anh của mình ở lại, lần này thì có anh mình về nên rất là dễ dàng qua. Qua Mỹ thì mình sẽ học chương trình College 2+2 và lên University. Một lời khuyên duy nhất là mấy bạn phải tự tin. Tiếng Anh không quan trọng, quan trọng là mấy bạn tự tin và mấy bạn không cần phải biểu lộ ra là mình lặt lè, mình do dự hay là mình mà vấp phải thì ok, mấy bạn chỉ cần xin lỗi, ok, xin lỗi và cảm ơn là 2 điều quan trọng nhất các bạn phải có. Và mỗi lần vô lấy dấu vân tay hoặc là lấy hồ sơ thì mấy bạn phải biết cảm ơn và biết xin lỗi khi quên cái gì đó hay gì thôi, đơn giản là vậy. Dịch vụ Tân Đại Dương rất là hay, và mấy bạn ơi có thể học những cái câu hỏi trong đó thì mấy bạn cứ học đi, yên tâm trong đó thì chắc chắn sẽ ra thôi, hỏi vòng vòng trong đó thì chắc chắn là các bạn sẽ nhớ mà. Chúc các bạn thành công và sẽ gặp được nhiều may mắn.